Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đến với chương trình Đời Nghệ Sỹ. Ngày hôm nay mình rất vui được gặp lại cô bạn diễn của mình. Trong một dịp tình cờ, trước đây chúng tôi đã từng cùng nhau đóng chung với nhau một cái sitcom. Và mình cũng rất là bất ngờ về cái lối diễn hài tưng tửng của cô ấy. Sau này thì mình đã có để ý theo dõi và thấy rằng bạn đang rất là thành công trong nhiều bộ phim sitcom hay là web drama, và gần đây có cả phim chiếu rạp nữa. Cái tên rất là quen thuộc với những người yêu thích những diễn viên hài tưng tửng, nữ diễn viên Trà Ngọc. Chào quý vị khán giả của chương trình Đời Nghệ Sỹ. Chào anh Minh Đức ạ. Còn bây giờ hãy cùng thưởng thức tài diễn xuất của Trà Ngọc đã, thưa quý vị. Chị ơi, mập ơi mập. Ủa bà đâu rồi ta? Quên. Mày làm gì vậy? Em bị mất cái điểm tựa. Bữa nay ngày thứ mấy rồi chị? Chị không biết hôm nay ngày thứ mấy mà giờ chị cũng không sức làm điểm tựa cho em nữa rồi. Chị ăn trưa nè. Hôm nay em rót nước ít dữ vậy. Ngại nó khẩu phần nó phải ít đi, chị hiểu không? Cái này là em coi chế độ rồi, người ta ăn đưa tóc đó. Vô ăn trưa, ăn trưa. Trời. Đây nè, đồ ăn chưa? Trời, ăn gì lẹ vậy? Trời ơi, tao đói quá. Em đã nói với chị rồi, chị mập. Chị em mình đã vượt qua bao nhiêu gian khổ rồi. Đây nè, để em giảng cho chị nhớ. Chúng ta vì mục đích gì mà nhịn đói? Mình phải ốm, phải đẹp, phải mi nhon, chị hiểu không? Thì mới chiếm được trái tim của anh Hai Tiền. Mà nó nghe nè. Cố lên. Không phải. Gì vậy? Chị biết không? Hình như chị đi sai rồi. Sao vậy? Con đường chị lựa chọn là sai rồi. Không, mình đang đi đúng rồi. Không có, em đúng mà chị sai. Anh Hai Tiền anh dị ứng với cái đẹp, mà chị không ăn vô là chị đẹp lắm. Trời ơi, anh dị ứng, anh bỏ gì mà cho tao ăn đi. Nè, bà chẳng những không đẹp rồi mà bà còn niềm tin nữa, bà hiểu không? Bình thường mình không ăn mình đã không đẹp rồi, thì bây giờ mình ăn vô mình sẽ như cái đống bùi nhùi, hiểu không? Không được ăn nữa. Lý tưởng của chị là gì? Anh Hai Tiền, nói đi. Hai Tiền. Hai Tiền. Cố lên. Em nhường luôn chị phần ăn trưa của em á. Bây giờ em nói cho chị biết, chẳng những chị đâu, em cũng phải cố gắng. Bởi vì sao? Ngôi sao showbiz không có ai mà tròn như hũ bích hết á, chị hiểu không? Cái gu của em phải là mình dây. Đây nè, đây là một phiêu phấn đấu của hai chị em mình. Phải như cái này, một con người từ bay lớn trở thành một con bay lớn, đúng không? Đây là mục tiêu phấn đấu của chị em mình. Bay lớn, bay lớn để ta ăn bớt. Bà mập ưới, cố lên, chị hiểu không? Vì mục tiêu của chị là gì? Đâu coi, Hai Tiền. Hai Tiền, showbiz. Hai Tiền, showbiz. Hai Tiền. Chẳng những vậy em còn phải gì Lâm Phong nữa, không thể mập được, chị hiểu không? Làm sao nữa? Sao nữa? Lúc mày showbiz, lúc mày Lâm Phong làm sao? Em gì cả hai. Bây giờ mình phải cố gắng, không được ăn nhau. Nhìn bên này đi rồi uống bên này. Trời ơi, cái nước miếng của bà nhiễu vô chén bây giờ đây nè. Ghê quá. Mà tao nói mày nghe, dạo này con gà nó được lắm. Được lắm anh. Được lắm. Nó không ăn uống gì hết. Nó càng ngày nó càng làm cho nó thon gọn, hiểu không? Cho nên mày với nó xính đôi lắm. Được rồi. Nhớ nha. Dạ em nhớ rồi. Nhớ làm theo cách của tao rồi. Anh Hai Tiền chỉ sao em nghe vậy mà. Thì đó, sau này á mà được á phải biết ơn anh mày đó. Chắc rồi. Ủa, thôi lên em. Chào hai anh. Dạ, em chào anh. Hai anh dùng gì? Dạ. Sao bữa nay mày trang điểm nhợt nhạt vậy? Dạ không, cái này là phong cách mới đó, trang điểm thuây. Thuây là cái gì? Tây thuây. Trang điểm mới. Trang điểm mới hả? Em ổn mà, không sao, hai người đừng có nhìn ánh mắt lo lắng như vậy, em ổn mà. Dạ. Mày làm gì vậy? Không, em nhích cái ghế ra chơi thôi. Dạ, tạo nét. Ê. Dạ. Sắc mặt mày kỳ lắm nha. Không, em bình thường, hai anh uống cái gì em phục vụ được mà. Nước. Anh Hai Tiền, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh một cô gái trong mơ của anh. Em sẽ cho anh chứng kiến được một cái cảnh anh chưa bao giờ thấy. Còn nữa, anh Lâm Phong, em chuẩn bị vào showbiz rồi đó. Anh tranh thủ đi, nếu mà không có cơ hội với em thì sau này càng khó hơn. Tại vì mai mốt em thành ngôi sao rồi, khó tìm lắm. Về cái người con gái của anh thì anh chuẩn bị đi nha. Chuẩn bị cái tâm lý. Người con gái này là một người con gái vô cùng là thon gọn. Vậy hả? Vô cùng là dễ thương. Tính tình hiền hòa, dễ chịu, dịu dàng. Đây, Mày đếm đi, mày đếm đi, tao mới thấy bất ngờ. 1, 2, 3. Trời. Mặt không, anh anh xóa cái ký ức gì rồi nha. Đó là một giấc mơ thôi. Anh bỏ nó đi nha, bỏ nó qua một bên đi. Coi như chưa thấy gì được không? Thật bất ngờ. Đừng nhìn nữa. Cái này là một cái sự cố kỹ thuật thôi. Anh đợi em chút nha, em qua em khắc phục sự cố xong em quay lại em nói chuyện nha anh. Anh là chuyên gia tư vấn tâm lý tình yêu mà cái gu của anh gì kỳ anh ấy Tiền? Tao cũng biết luôn. Con gái con lứa mà ăn kìa, tôi ăn kìa. Ủa mày đừng có nhìn nữa, em sợ quá, em thức giận về anh. Anh làm xấu mặt đàn ông lắm. Mà may mắn có em. Em vớt lại được, em quen đá gà. Anh nhìn đi, kìa. Anh coi đá gà kìa. Tốt lắm rồi, ăn đi. Hàng mày cũng đã ghê à. Nó thiệt. Giật mặt hen. Dạ. Đàn ông hen. Dạ. Được à. Ngon à. Dạ, tính sao anh hai? Ta cũng đang hỏi mày câu đó đó. Thì là tính sao đây? Chứ còn gì đâu đó. Đi anh đây. Lẹ. Dạ. Anh không có tiền đâu rồi. Ở đâu ra mà một lát của chị em anh nữa. Phải tiền. Tình yêu xong rồi. Phải hoài đó, trời ơi. Bắt tao nhịn chứ anh như con điên nè. Không. Vậy thì ở cái thời điểm nào thì cô bé quyết định rằng là mình phải trở thành nghệ sĩ? Thực ra cái máu cái em, gia đình em không có ai làm nghệ thuật hết, nhưng mà mẹ em thì có cái được cái gọi là cái tố chất là giọng hát, là mẹ em hát đơn ca tài tử. Mẹ em là một nghệ nhân đơn ca tài tử dưới quê. Thì từ nhỏ là em đã thấy mẹ em đi thi nha. Mẹ em cứ đi thi hết cuộc thi này cuộc thi kia, nhưng mà cái kiểu là chưa có cơ duyên để đạt những cái giải thưởng á. Nhưng mà em khẳng định là mẹ em là một người hát rất hay. Em nghe là nói chung là không biết cái này có một cái yếu tố chủ quan là mình là con của mẹ hay không, nhưng mà rõ ràng là em thấy mẹ em hát hay, nhưng mà cứ lận đận đi thi vậy đó. Xong rồi cũng vừa làm kinh tế gia đình mà vừa đi thi. Thì từ nhỏ em nghĩ là mình thích cải lương cơ, tức là em nghe mẹ em hát riết rồi cái em bắt chước em hát theo. Rồi xong rồi cái hồi mà thi đại học á, là em nói với ba em là con muốn thi đại học sân khấu điện ảnh, nhưng mà lúc đó thời điểm nó ở dưới quê mà vùng quê em là cũng sâu nữa, mà ba em nói ủa đại học thì có đại học kinh tế, đại học này cái nọ, sư phạm thôi, chứ đâu có biết gì về đại học sân khấu điện ảnh là cái gì. Thì cái em nó lên mạng em tìm, em tìm hiểu cái website của trường này nọ, tất cả mọi thứ, cái gì em muốn là em sẽ làm cho tới. Cái em mới mua hồ sơ. Năm đó là em học lớp 12, em thi đậu tốt nghiệp xong em mua hồ sơ em nộp lên để thi đại học. Thì em thi vào đại học sân khấu điện ảnh. Lúc đó ba mẹ em không biết một cái gì về đại học sân khấu điện ảnh hết. Đối với họ là một cái gì đó rất là xa xôi. Tức là làm diễn viên ca sĩ thì người ta nghĩ là có chất giọng, có năng khiếu và làm thôi, chứ không có nghĩ là có một cái trường dành riêng để đào tạo những cái người giống như có đam mê như mình. Ở cái thời điểm đó thì em bắt đầu lên thành phố Hồ Chí Minh để ôn thi. Thì em ôn thi đại học trong vòng 3 tháng. Sau đó là cái năm em thi á, là em đậu vào trường á, là cái tỷ lệ chọi cũng cao á. Em biết được em cũng vui lắm. Tại vì năm đó là 3.000 mà lấy có 60 người thôi. Thì em báo về là gia đình em bắt đầu, mẹ em á là lột hết vàng đeo trong người á, là đeo hồi đó cũng nghèo lắm mà cũng mấy phân vàng mà lột ra, xong rồi đi mua đồ về đãi bà con dòng họ ăn 10 mâm anh. Lúc em đậu đại học em nhớ hoài luôn, ăn 10 mâm. Cái em nói trời ơi, học hành chưa tới đâu, không biết có đóng được bộ phim nào không nữa, mà giờ ăn 10 mâm là bà con biết mình đi học đại học sân khấu điện ảnh hết trơn rồi. Thì ở dưới gọi là em đi học diễn viên, tức là biết là học diễn viên thôi. Thì lên trên này học thì bắt đầu cái sự nghiệp của em là từ trường đại học sân khấu điện ảnh, là em được thầy nghệ sĩ ưu tú Đoàn Bá, người thầy đầu tiên của em, dẫn dắt em vô nghề. Sau đó là thầy dạy em được khoảng 2 năm. Thì em bị bệnh cho nên phải nghỉ học lại, rồi em bảo lưu. Kết quả em lại tiếp tục xuống học một thầy là nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, là thầy Phạm Huy Thục. Là em học tiếp một người thầy, nhưng mà được cái là vậy nè, em may mắn á, tức là em lĩnh hội, giống như là em thì giống như được cái số được đi học hay sao. Em cứ lĩnh hội hết của người này xong rồi qua học tiếp người kia. Thì lúc đầu là em học một người thuần về kịch nói miền Nam, nghệ sĩ ưu tú Đoàn Bá. Xong rồi lại được học tiếp và thầy Phạm Huy Tục, tức là một người chuyên về kịch mà Hà Nội á. Hèn chi là em nhại giọng người khác rất là giỏi đúng không? Đúng rồi. Là nhờ thầy dạy mình, cái mình nghe riết cái mình bắt chước được á. Thực ra cái nghề này thì từ đầu thầy em đã nói với em là nghề diễn, có nghĩa là con đang bắt chước cuộc đời. Tức là con ra ngoài đời vốn sống của con như thế nào, con quan sát, xong rồi con bắt chước như thế nào đó để làm thú vị nó lên trên sân khấu, để mình biểu diễn, mình show diễn những cái mà mình góp nhặt được cho khán giả xem một cách đặc biệt. Chứ là nếu mà diễn vai người mẹ mà ra đời người ta cũng thấy người mẹ y chang vậy thì không có gì để coi. Thầy dạy em vậy. Rồi từ cái cơ duyên đó em mới biết được là anh Huỳnh Lập. Thì anh Huỳnh Lập tức là người đạo diễn đầu tiên mà em làm việc. Và ảnh cho em những cái vai diễn. Cái thời điểm đó anh học đạo diễn ở trường thì ảnh có những cái bài tập á anh. Xong ảnh sẽ giao vai cho em, thì em diễn cái vai đó, xong từ từ em mới từ nhỏ vai nhỏ đi lên. Và bao nhiêu lâu thì những bà con ở dưới quê, những người đến dự cái buổi tiệc 10 mâm đấy được thấy con bé hàng xóm nhà mình trên màn ảnh, trên tivi? Thật ra thì nếu mà nói về bắt đầu đi diễn chính thức thì là năm 2015. Được cái là cái miệng em lanh á, cho nên là khi mà em vào trường là được mấy anh chị chú ý rất là nhiều, mấy anh chị thương. Với là gái ở dưới quê lên mà gái tỉnh lẻ lên, nó nhìn thấy thương lắm anh. Hồi đó em đi học là nhìn em đúng kiểu là nhìn một cái là không thể khẳng định em ở thành phố Hồ Chí Minh được. Bé này nó phải từ ở đâu tới, mà từ sâu lắm tới mới ăn mặc, mới phong thái như vậy. Mà cái kiểu em là bổ lỗ bà lã, giống như kiểu gái miền Tây á, em là kiểu rặt là vậy đó. Bây giờ em vẫn vậy nha. Xong rồi cái mọi người thấy thương và thấy là em ở trong ký túc xá của trường thì mỗi tháng đóng là trường bao điện nước luôn, chỉ có 280.000 thôi. Mà thời điểm đó ba mẹ em cho em mỗi tháng là 3 triệu để cả tiền ăn này nọ, tiền đổ xăng đi học nữa. Thì vô trường em học thì em cũng ăn gói ghém, xong rồi mấy anh chị thương. Cái bắt đầu thấy mấy anh chị thấy giống như sao sáng nào cũng ăn xôi, ăn bánh mì mà không ăn mấy món khác. Cái sao em nói là tại em không có tiền, em nói thật luôn, em nói em đâu có tiền đâu mà ăn mấy món khác. Thì mấy anh chị bắt đầu nói vậy mày đi theo anh đi, đi theo chị đi. Bắt đầu anh chị có cái show này ở ngoài nè. Hồi xưa em đóng những cái giống như là Phút Giây Cảnh Giác này nọ đó là được 135.000 mà bị trừ thuế nữa, xong rồi còn 120 mấy ngàn á, đủ tiền đổ xăng với là ăn được mấy bữa luôn chứ bộ. Thì những cái show nhỏ nhỏ đó, và sau này em mới biết được những cái đó là những cái rất là quý nha. Tại vì ở trong cái thời điểm đó nó vừa là cái kinh tế cho mình, nó vừa giúp em có được tiền để ăn, để đi học, mà nó vừa giúp em có được những mối quan hệ rất là quý giá cho đến thời điểm này. Tại vì những anh chị đó sau này toàn là những cái bầu show lớn và mời em, và nhờ là hợp tác trước đó với em và biết em rồi cho nên là mời em đóng phim, đóng kịch. Và cũng phải hỏi thêm Ngọc một câu nữa là vậy thì ba mẹ của Trà Ngọc bao nhiêu lâu thì họ hiểu được cái tầm quan trọng của cái chữ nghệ sĩ và họ đã hết mình để cho cô con gái của mình theo đuổi cái ước mơ đấy? Dạ. Cái thời điểm mà ba mẹ em xếp đồ cho em lên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ôn thi vào trường rồi cho em đi học, em nghĩ trong đầu ba mẹ em cũng chỉ là một cái giống như là mình yêu thương con gái, mình tôn trọng cái quyết định của bé đi học này nọ để cho em học, để cho thỏa mãn cái đam mê của em thôi. Chứ ba mẹ em thật sự em nghĩ là không có nghĩ nhiều về những cái gì mà em làm được cho đến thời điểm này đâu. Tại vì lúc đó thì lên trên đây học ôn thi này nọ xong thì mãi tới em học, người ta học là học 3 năm. Cái hệ của em học là hệ cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh này chỉ có 3 năm. Nhưng em học 5 năm em mới ra trường. Tại vì em bị gián đoạn, xong rồi em bị bảo lưu xuống lớp dưới. Xong rồi em phải chờ đợi một cái khóa. Em lại là cái tánh của em nha, khi mà em tốt nghiệp là em phải được diễn cái vai nào mà mình tâm đắc nhất em mới chịu. Em vào trường năm 2012 tới năm 2016 em có được một cái kịch bản, em đọc được một cái kịch bản. Và em may mắn là được thầy Nguyễn Hữu Tiến, là lúc đó là trợ giảng của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, là thầy đang cần một cái vai nữ. Thì em vô cái vai đó, may mắn là em cũng chưa tốt nghiệp, cái em nói dạ gì con xin cái vai này là vai diễn tốt nghiệp của con luôn. Thì em bắt đầu nộp hồ sơ lên rồi tập tành với các bạn trong vòng 3 tháng. Thì em vẫn nhớ như in cái ngày mà em tốt nghiệp là đó cũng là cái lần đầu tiên mà ba mẹ em lên trường tức là con đã học 5 năm ở trên thành phố mới bắt đầu đi lên coi. Thì cái ngày em đó em nghĩ là em đã giới thiệu được với ba mẹ là con chọn cái gì, con học cái gì, và từ đây cho đến hết cái cuộc đời con sẽ làm cái gì để gọi là cái nghề nghiệp của con. Thì ngày hôm đó em diễn xong thì ba mẹ em có ôm em, có nói với em là bây giờ ba mẹ mới biết là cha mẹ mới biết là con học cái gì trên này, rồi con làm cái gì trên này. Và cha mẹ nói là thực sự là cái đêm đó em cũng cảm thấy là tới bây giờ em nhắc lại em rất là bồi hồi. Tại vì cái cảm xúc cái đêm tốt nghiệp của mình mà có người thân mình ngồi ở dưới nữa, có tất cả những thầy cô, bạn bè rồi lừa khóa sau nữa. Thì ngồi coi thì nói chung là mọi người cũng khen rất là nhiều, khen rất là nhiều cái đêm tốt nghiệp của em luôn. Thì cái lúc đó thì những tràng pháo tay đa số là thuộc về những cái mảng diễn của em á, cho nên là em nghĩ là cha mẹ em rất là tự hào quá. Xong rồi cứ ôm em xong mà nói với em là kể từ đây về sau con làm diễn viên thôi, đừng làm nghề khác nữa, đừng chọn khác nữa, chọn đúng rồi đó. Gì vậy? Trời ơi, đẹp. Vậy làm gì? Quái tới lẹ lên. Kêu quái tới kìa. Ông chú mẹ. Cái lúc này á rồi mà mày. Tao nói mà mày. Thánh ca. Gì mày? Ông chú. Con cái gì vậy trời? Cái gì mà dằn coi dữ vậy? Có một chuyện. Uống gì nói quậy vô quậy. Không, đâu có uống gì, đâu có uống gì. Tới đây là để xin việc làm. Xin việc. Đóng cửa, tiễn khách liền cho tao. Không được, không được, không được. Vậy cho ly cà phê. Rồi. Ê, đứng lên, tao vô tao pha, Không, không được, không được. Riêng đặc biệt hôm nay thì hot boy, anh đi pha cà phê nha. Ok. Em cần xin việc. Đi đi, đi đi. Ngồi xuống. Vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép nhân viên Mai Mai xin được chào ông chủ. Ông chủ ơi, Mai Mai đến đây là để phỏng vấn. Nhân viên xin được trình bày là nhân viên hứa là kể từ khi được nhận vào sẽ xin thề làm việc chăm chỉ và đặc biệt là lúc nào cũng good job, lúc nào cũng là. Trời ơi, ý tôi nói là một mình thằng kia tôi đã đủ trả nghiệp rồi, tôi không có cần thêm bà nữa đâu bà cáo. Không, mướn tôi mới là nghiệp đó, mướn tôi đi tôi năn nỉ mà tôi đang tôi cần mướn tiền. Bà là tôi nghiệp tới kiếp sau luôn đó. Tôi cần tiền lắm. Thôi mà tôi năn nỉ mà mướn giùm ơi. Bực bội này tới bực bội khác thiệt tình, không bao nhiêu cái bực bội nó đổ ở trên đầu. Không sao đâu, có gì vui vậy kể nghe coi, đang vui quá kìa. Có gì đâu vui. Ai đứa nào mà làm cho cô giận cô nói đi, con xử nó cho cô coi. Ai dám làm cô giận? Tao nói mấy cái bà bạn ở trong cái chỗ tập thể dục của cô á. Rồi đó nghe đi thi cái cuộc thi khiêu vũ từng người cao tuổi ở trong khu phố. Xong cái kia rủ cô đăng ký. Xong cái cô nói thôi bận công chuyện quá không có đăng ký. Xong mới nói vậy thôi cái bắt đầu hè nhau nói là bà này bà không biết nhảy, hoặc là vô tham gia sợ không được giải này kia, sợ rút lui. Nhưng mà cô đâu có sợ. Đó, nói bực mình quá bây giờ cô đăng ký luôn rồi đó. Biết nhảy không? Không. Là bây giờ đang lo là không biết thầy đâu mà dạy. Xin anh nhích qua cho em chàng. Vâng, xin tự giới thiệu với cô Liên, con chính là Mai Mai và Mai Mai con đây chính là một vũ công chuyên nghiệp. Trời ơi, vũ công hồi nãy giờ tưởng đạp dây điện đâu dưới vậy? Làm gì vậy trời? Trời, mọi người đừng có thấy con đi học đại học trên này không mà tưởng con không có hoạt động, ý quê con hoạt động sôi nổi lắm. Tức là dưới quê là trên đây là đi học đại học, còn dưới quê là gái nhảy hả? Bậy bạ. Ở hồi từ mà hồi 6 tuổi thôi là mẹ của em á với lại ba em nó đã gửi em qua bên cái chòi văn hóa của ấp. Trong cái chòi văn hóa đó vô là học lớp chòi hay lớp mầm hay lớp lá, nó ba lớp khác nhau nha. Lớp lá nó mới cao hơn mới dạy được nha. Không có, cái chòi là mình vô mình đăng ký thôi. Còn khi mà mình học nhảy là thầy cô đồ kéo ra sân học. Dạ, kéo ra ruộng nhảy. Mà nhảy gì chứ ngoại, nhảy ra ruộng nhảy với câu không hả? Học rất là nhiều luôn anh. Tại vì em được lĩnh hội được những cái gọi là tinh túy của khiêu vũ. Em nhảy được những động tác khó nhất như là móc giò lái. Đó, em được móc giò lái nè. Dặm lúa. Đó, em học được. Đúng rồi, em học được tất cả những cái kỹ năng mà cơ bản nhất của bộ môn này. Và em được nói chung là được gọi là vũ công chuyên nghiệp rồi. Rồi, cô Liên có thể thử con. Đây, động tác con vô cùng uyển chuyển nè. Uyển chuyển. Đó, động tác. Con còn nhỏ, con nhảy uyển chuyển cái kiểu đó được. Nhưng mà cô lớn rồi, xương cốt nó không đúng có rồi. Nhảy một cái là rớt luôn xương ra. Cô Liên, con làm vũ công mà đúng không? Mà còn là vũ sư là đi dạy rồi. Thì con sẽ dạy cho cô Liên những cái động tác nào nó phù hợp với lứa tuổi. Và bảo đảm khi mà gọi là được con chỉ dạy, cô Liên sẽ giật giải quán quân. Nhưng mà chắc không? Cô Liên hãy tin ở con. Mai Mai, you believe me. Bà nói gì vậy bà nội? You believe me đó là tin em. Hãy tin bà đi đó. Lại khá vậy mà cô cũng nghe ra được nữa hả? Cô hay vậy. Con sẵn sàng dạy cho cô Liên. Bây giờ phải tập liền. Tại vì con nghe nói là tuần sau cô thi đúng không? 5 ngày thôi. 5 ngày cô sẽ trở thành nữ hoàng khiêu vũ. Em nói đi. Cái điệu nhảy gì hổm đó là ở đâu ra? Thì là từ em ra. Trời ơi, em có biết là thiệt á. Em cảm nhận nó làm sao? Em thấy nó hay mà chị. Tụi chị nói là tại vì không muốn cho cô Liên buồn thôi ha. Chứ thực chất mà nhìn thấy cái điệu nhảy của em á, bây giờ chị hình dung lại, chị còn bị nổi da gà cục cục luôn nè. Chị làm thành công rồi đó chị. Người ta nói là khi mà mình thưởng thức một cái thể loại mà nghệ thuật mà đỉnh cao á là người ta hay bị nổi da gà. Mà chị coi em nhảy mà chị nổi da gà tức là em đỉnh cao rồi đó. Mai, chị không có thời gian mà để ngồi mà nghe em vẽ rồng vẽ rắn đâu nha. Vì chị đã quá hiểu em. Chị chỉ hỏi em một câu thôi. Em có biết nhảy không? Biết chứ, em biết nhảy mà. Vậy thì em đứng lên em nhảy lại cho chị coi những cái động tác này coi. Em nhảy hả? Không lẽ chị nhảy chị coi coi. Em canh bảo vệ cái. Ủa tại sao phải canh bảo vệ? Tại em sợ người ta bắt em. Không, ý em nói ta sợ người ta thấy em bắt mắt quá, người ta vỗ tay. Rồi, nhảy cho chị coi đi cưng. Đại khái như là cơ bản, cái động tác đầu tiên em dạy cô Liên là như thế nào? Uống dẻo. Sao mình uống dẻo xong rồi mình qua qua đây nó thần thái chị hiểu không? Xong rồi bắt đầu mình lết cái chân mình. Đó, mình lết cái chân như vậy. Đó, mình cứ lết như vậy. Thì nó bắt đầu ra. Đủ rồi mày. Sao vậy? Đủ rồi mày. Em còn nữa, còn cái bài Hàn Quốc. Chị đã cố gắng hết sức bình tĩnh rồi. Nói cây bóp vô đang nhảy. Thôi. Ngồi xuống đó đi, ngồi xuống đó. Giữ trạng thái bình tĩnh cho cả hai bên. Có cái bài này mới coi hay nè. Chí baby chí baby. Ok. Cái đó Hàn Quốc cây bóp đó chị. Mai, chị đã hết sức bình tĩnh. Tại chị xúi em chứ bộ. Thôi là không có ai á. Em suy nghĩ sao vậy Mai? Em có biết là em nhảy như vậy là em sỉ nhục những người mà biết nhảy một cách chuyên nghiệp không? Ta mở ta thấy một là ói, hai là không coi thôi chứ. Tại sao em phải làm vậy? Em muốn thực hiện ước mơ. Ước mơ gì? Homestay. Trời đất ơi, đâu có liên quan gì đến chuyện nhảy. Liên quan với chị. Em muốn làm cái homestay, em muốn làm cái dự án này lắm. Nhưng mà anh Giang, anh hai em á, mỗi lần em trình bày với ảnh là anh không có tin ở em, ảnh không có cho tiền, ảnh không có ủng hộ em làm, cho nên là bây giờ em không còn cách nào khác. Mình muốn là thực hiện ước mơ thì mình phải tự thân vận động, em phải kiếm tiền bằng mấy cái cách này. Mai ơi, em trưởng thành giùm chị một tí đi. Không mà em có nghiên cứu. Nhưng mà em thấy là bây giờ thì em muốn làm chủ, thì bây giờ em làm chủ một cái phòng, rồi mai mốt em làm chủ 4 cái phòng, rồi từ 4 cái phòng đó em nhân lên một cái tòa nhà, một cái cao ốc luôn. Tức là mình nhân rộng lên, thấy cũng đâu có gì khó đâu chị. Cho nên là em nhất định phải kiếm tiền đó. Dạ không? Đúng rồi, mình phải có tiền mình mới làm chủ được. Rồi em kiếm tiền bằng cách là em đem cô Liên ra để mà em nói là em biết nhảy, rồi em dạy cô Liên những cái điệu nhảy mà người không ra người, mà gà không ra gà, mà khỉ không ra vậy đó hả? Mất cái tay qua này là ta dance sport đó. Chị không dám hình dung được cái đó gọi là dance sport luôn đó. Với lại em thật sự là em có biết chút, em có biết qua em coi tivi nè, rồi em có mở mấy cái clip em coi dưỡng sinh nè, em coi thể dục buổi sáng, rồi em phối chung với aerobic với lại K-pop đó chị. Là tất cả em gom vô thành một cái nồi lẩu thập cẩm đó đúng không? Nghe cái nồi lẩu nghe nó thực phẩm. Em không cần nói nhiều với chị. Điều chị đang cần muốn là em gặp cô Liên và xin lỗi cô ngay. Không được. Em làm như vậy chẳng khác nào em nói với cô là bây giờ em không dạy cô nữa, mà em không dạy cô nhảy nữa thì chắc chắn cô sẽ thua. Chắc chắn là thua. Còn hơn là làm trò cười cho người khác. Em làm gì vậy? Thôi mà. Thôi cái gì? Thôi mà. Tự nhiên từ ngoài cửa thì đi 2 bước lùi 3 bước, còn tới đây tự nhiên lôi sạch chị vô vậy đó. Chị thèm gì không? Em mua cho chị ăn, hay là chị muốn gì không? Em làm cho. Thì tôi đang muốn cô làm một chuyện cho tôi nè. Té tôi bây giờ đó. Ai kêu mang cho cao vô? Tại vì chiều cao của tôi khiêm tốn. Vừa lòng chưa? Em biết rồi. Nhưng mà em thấy á, thay vì như vậy thì mình chỉ cần nâng nền công ty là được rồi, chứ mang chỉ cho cao lỡ té sao? Ngồi xuống đây. Đi đến đây để làm gì? Thì chị nói với em là tới đây để xin lỗi cô Liên. Nhưng mà em chưa có chuẩn bị được tâm lý. Không có chuẩn bị gì hết trơn. Em sợ lắm. Em làm sai thì em phải sửa sai. Huống hồ gì cô Liên là một người rất là rộng lượng. Chắc chắn cô Liên sẽ bỏ qua. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mai. Dạ. Bị cái gì? Sao? Em đau bụng quá chị. Em đau bụng quá. Mà người ta nói thường đau ở vị trí này là coi chừng bị đau ruột thừa đó chị ơi. Bây giờ chị dẫn em đi bệnh viện cắt liền đi, chứ không để cái ruột thừa nó mọc dài ra mệt lắm. Mới vừa khỏe mạnh sưng sững vậy đó, cái tự nhiên cái bất ngờ cái đau. Rồi ok, em đau ruột thừa phải không? Dạ. Ok, bây giờ em ngồi đây em nghỉ mệt đi. Chị tìm cô Liên đến đây xong em xin lỗi cô Liên, xong chị đưa em vô bệnh viện. Em đã bị đau bụng rồi mà tại sao phải... Trời ơi gì vậy? Ê, cái vợ của tôi mở coi. Bây giờ chi vậy? Có hộp phấn trỏng không? Trời bà rảnh quá. Tự nhiên rồi cái... Ôi quá nè trời. Có biến đến nơi nè trời. Có biến tức là tại vì mất hộp phấn là không thể nào làm đẹp được. Em không thấy với chị. Bây giờ mới đi vô bệnh viện. Chị mới nói chị đi đâu? Bệnh viện. Trời ơi, chị nhắc tới chữ bệnh viện, cái ruột thừa của em nó cũng đang tính đi vô chồng á chị, hay chị cho em với lại cái ruột thừa của em nó đi kén vô chồng với. Đi chung hai mình chia tiền taxi ra đúng không? Chia tiền. Bộ thèm vô bệnh viện lắm hả? Dạ không, em bệnh thì phải. Tôi đang muốn hỏi là tại sao đi vô bệnh viện? Gặp cô Liên bị té chật chân gãy giò vậy chồng đó. Cô Liên bị té? Chật chân. Em hết đau bụng rồi hả? Mừng quá. Cuối cùng thì cô Liên cũng bị trật chân rồi. Dạ. Trời ơi, ăn có thể ăn bậy nha, không có nói bậy nghe chưa. Tự nhiên cô bị té đập chân mày mừng là sao? Không, em nghĩ là bây giờ trong lúc này cô Liên cần có chị lắm á. Bây giờ chị vô chị phụ cô đi. Mọi chuyện ở đây để em với chị Phấn lo cho. Em sẽ giúp chị trông lo mọi việc ở đây hết. Lễ Tân. Em dạ. Lễ Tân giùm chị. Để em. Ai ra vô cho ký tên. Dạ. Vậy chị đi trước nha. Dạ. Em đi với chị. Chị đi nha. Ừ. Chị lo cho cô Liên nha chị. Trời đất ơi, cô Liên bị như vậy mà em cảm thấy em vui mừng hớn hở được hay sao vậy Mai? Em đừng có mơ mộng một điều á, là cô Liên nằm bệnh viện là em sẽ không xin lỗi nha. Ủa, chị cũng sẽ sắp xếp một ngày em phải đến gặp cô Liên để xin lỗi, mặc dù cô Liên đang nằm trong bệnh viện. Chị nói là chị làm liền đó. Không có để cho em có thời gian mà để vui mừng như vậy đâu nha. Chị sao hay là giờ muốn đi theo chị vô bệnh viện luôn? Dạ thôi, để em trông. Chúng ta cũng nghe những câu chuyện tương tự ở trong chương trình rồi đấy. Tức là cha mẹ của chúng ta luôn luôn mong những điều tốt nhất cho con cái của mình. Đấy, và không gì hơn là chứng kiến con cái mình thành công với cái đam mê mà nó đã theo đuổi, nhất là theo đuổi từ khi còn nhỏ nữa. Vậy thì có một cái điểm cũng thú vị là mặc dù là Ngọc có nói là tốt nghiệp chậm, nhưng mà có lẽ là chậm mà chắc là cũng may, bởi vì cái thời điểm đó khi mà Ngọc bước ra khỏi trường ấy thì cũng là một cái thời điểm gần như người ta gọi là một cái sự bùng nổ của một cái thế hệ mới. Dạ, một cái thế hệ diễn viên mới, như vừa đấy Ngọc có nhắc đến đạo diễn Huỳnh Lập ấy. Gần như là ở thời điểm này các bạn đang là những người làm chủ các sân khấu, xuất hiện rất nhiều sân khấu và nhiều các tác phẩm mà giải trí ở trên mạng hay là trên truyền hình. Đấy, và công chúng là chứng kiến tới cả một cái thế hệ rất là tài năng. Các bạn ấy có thể là thừa sức để mà kế tục các nghệ sĩ lớp trước. Nhưng mà nó cũng cho thấy một cái điều là khi mà cơ hội đến như thế thì nó không phải đến cho riêng mình. Mình cũng sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều những người khác nữa. Thì với một nghệ sĩ thì không chỉ là chuyện diễn giỏi ấy, hay là lấy được bao nhiêu nước mắt hay là tiếng cười của người xem, mà quan trọng là người ta sẽ còn phải nhớ về cô ấy cho dù là bao nhiêu năm tháng đã qua, nhiều khi chỉ là một lớp diễn rất là nhỏ. Thì Ngọc lúc đó đã nghĩ là mình phải chọn con đường như thế nào hay phong cách như thế nào cho mình để người ta sẽ còn phải nhớ về Ngọc, cho dù là Ngọc có đóng kịch, đóng phim hay không. Thật ra cái định hình phong cách là em không có định hình gì luôn nha. Cái này là thực sự là giống như là cái con đường này chọn em và chọn em đi cái hướng này luôn. Hồi trước ở trong trường á, em là chuyên luôn. Bây giờ thậm chí lớp em mỗi lần họp lớp, lớp đại học của em mỗi lần họp lớp là cũng bất ngờ, không hiểu sao bé này đi, sao nhỏ này đi diễn hài. Tại vì hồi trước ở trong trường là em chuyên trị những cái vai bi. Em là thầy giao toàn là vai bi kịch không, mà vai mẹ không à. Tại hồi trong trường là em tròn lắm. Nhưng mà thầy có một câu mắc cười lắm, thầy nói là đào là phải đẹp mới đóng đào. Chừng nào con đẹp thầy cho con đóng đào. Thầy chọn những cái chị đẹp trong lớp. Lớp em nhiều người đẹp lắm thì các chị sẽ đóng đào, còn riêng con một là đóng, em là đóng một là đầu con, tức là vai con nít á, vai nhỏ nhỏ mũm mỉm á, còn không là đóng mẹ luôn, là đóng cỡ tầm tuổi là từ U50 trở lên không à. Thì những cái vai đó thì thường sẽ không có mang tính cách hài. Thầy định hình em là một người diễn về chuyên về tâm lý luôn á, tức là em diễn những cái vai nặng tâm lý nè, rồi có chiều sâu, có hoàn cảnh rất là bi đát. Xong rồi tự nhiên có một ngày cái em gặp đạo diễn Huỳnh Lập, là anh Huỳnh Lập thì ảnh tự nhiên ảnh không biết sao cái anh giao em những cái vai hài. Cái mãi về sau này luôn thì em cũng không hiểu, đến một ngày em nhìn lại, anh hỏi em mới nhìn lại nha, anh Minh Đức hỏi em, bắt đầu em mới nhìn lại là ủa sao bây giờ cả một cái bộ sưu tập vai diễn của mình. Em có một thói quen là mỗi năm em sẽ gần Tết em sẽ ngồi em xem hình lại, xong rồi em sẽ nhớ lại từng cái vai mà em đã đóng, rồi em có dựng những cái clip nữa. Thì em làm như vậy để nhắc bản thân mình là năm qua mình đã làm được gì và không làm được gì. Thì bây giờ anh nói em mới nhớ lại là đa số những cái vai em tham gia từ khi em bước ra khỏi trường là vai hài. Cái này em nghĩ là một cái duyên á, tức là bản thân mình sẽ không hiểu hết được mình, mà người hiểu mình chứ là những người xem mình, tức là họ định hình mình. Rồi những người mà nhìn thấy lại là những anh chị mời em vào vai, tức là họ thấy bản thân em là ủa bản thân em phải có cái điểm gì đó để vào được cái vai này thì họ mời. Xong rồi dần dần cái em bị gọi là diễn viên hài. Nhưng mà thật ra đối với em chỉ muốn mọi người gọi em một cái từ đơn giản là diễn viên Trà Ngọc thôi. Em không có muốn đóng khung mình ở một cái chữ hài, mà em muốn là mình sẽ giống như là cái gì mà mình chưa làm tốt là mình càng muốn phải được làm nhiều hơn nữa, để mình thử sức, để mình có cái cơ hội mình khắc phục những cái đó. Rồi mình được va chạm với nhiều vai cũng là một cái may mắn của người diễn viên nữa. Thực ra thì chắc Ngọc không phải quá lo lắng cái chuyện đấy đâu, bởi vì là Ngọc vẫn còn cả một tương lai rực rỡ và rất là dài lâu ở phía trước để thử sức cho rất nhiều những cái loại vai khác, thậm chí cả những cái vai mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đóng cơ. Đấy cũng giống như là một cái duyên bất ngờ thôi. Có thể là khi mà đang học trong trường hay là nuôi mộng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng đã nghĩ là mình sẽ là một nghệ sĩ chính kịch chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà rồi đấy chính cái duyên là trở thành diễn viên hài là giúp Ngọc nổi tiếng. Khán giả chọn. Đấy, khán giả đã chọn Ngọc. Người ta sẽ rất là ấn tượng với cái lối diễn hài mà như mình đã nói từ đầu, nó cứ tưng tửng, nó chưa cần làm gì cả bước ra chỉ cất giọng lên là người ta đã buồn cười rồi. Đấy cũng là một cái thành công. Phải nói là nãy giờ câu chuyện rất là sôi nổi của mình đi với Trà Ngọc nó xoay quanh một cái chữ, đúng là may. Có cả một sự nghiệp thành công một cách bất ngờ và nhanh chóng nữa, chỉ trong vòng có mấy năm qua thôi. Vèo một cái bây giờ thì Ngọc gần như là một cái tên của mọi nhà đấy, người ta cứ mở mạng internet là sẽ có những cái tiểu phẩm hài, những cái sitcom, những cái web drama có Trà Ngọc đấy, rồi bây giờ cô có lấn sân cả màn ảnh lớn nữa. Thì trong câu chuyện rất là nhỏ bé ngày hôm nay của mình đến với Trà Ngọc thì hy vọng quý vị khán giả cũng đã hình dung ra một nghệ sĩ trẻ và mới có những con đường khác nhau để bước vào nghề như thế nào và đã thành công ra sao, nhất là với một gương mặt càng ngày càng thân quen với chúng ta như Trà Ngọc. Trời ơi, ủa sao móc ngược ra lộn? Làm gì vậy? Trời ơi, đừng có thấy em đang vui rồi em bỏ qua cái hành động chôm chĩa của anh nha Ba Su. Trời đất ơi, chôm chĩa hả? Cái tiền thì làm gì đây? Anh đừng có thấy vậy mà coi thường. Anh có biết đây là gia tài của một cô gái trẻ chuẩn bị trở thành một ngôi sao showbiz. Ngôi sao showbiz? Tiền này là để tấn công showbiz đó hả? Thôi dẹp đi. Trời đất ơi, nghĩ làm sao đi vô showbiz và lấy một đống tiền lẻ ra để dành dụm hả? Đừng có nói ha, ba cái tiền này chỉ là tiền mà để bán ba cái ve chai của cậu Bao đúng không? Đây là tiền em bán ve chai và em tích góp được. Nhưng mà em nói cho anh biết, đây là cả số tiền em đưa cho người ta để người ta lăn xê em trở thành ngôi sao đó. Em nói cho anh biết nha, từ đây trở về sau á, anh mà lên Google anh search Hồ Ngọc Hà, nó sẽ không ra mà Hồ Con Rùa hay là Hồ Than Thở, Hồ Hoàng Kiếm ở đâu. Nó sẽ ra em Hồ Ngọc Hà, cái mặt em nè đó, chứ không có ra Hồ Ngọc Hà nữa. Trời ơi em ơi, em bị gì vậy? Vậy hả? Em nghĩ làm sao mà em so sánh em với lại Hồ Ngọc Hà hả? Gì đâu, chị chỉ có cao hơn em, đẹp hơn em, hát hay hơn em. Ai nhắc tới bạn thân của tôi vậy? Trời ơi, thần tài của em tới. Ủa? Hồ Ngọc Hà. Cái gì mới nói gì? Hồ Ngọc Hà, gà của tôi. Hôm nay tôi sẽ tới đây bán một món mà chắc chắn anh không bao giờ có. Và chắc chắn lần này anh sẽ thua tôi. Trời, nói thử tôi nghe coi. Tôi sẽ bán một cái món mà anh kiếm cả đời cũng không ra nữa. Món gì? Sandal đan. Thôi đó thôi, tưởng bán cái gì? Bán bao đôi giày sandal hả? Cái gì vậy? Tự nhiên bán giày hoa hậu chi vậy? Cái giày, cái sandal á. Đó là cái giày hoa hậu em mang đi học hồi nhỏ đó. Cái mà mình quăng lên mạng, cái ném mà bị vạch đá rồi ném vô cái mình nổi tiếng. Trời ơi, cái đó người ta gọi là scandal. Đúng rồi. Đó đó. Hôm nay tôi sẽ bán cái đó. Anh. Qua đây. Dạ. Cái vụ anh chuẩn bị tiền sẵn chưa? Dạ đây nè. Đây là cả gia tài của em luôn á. Nhưng mà cái này là em đưa trước dằn cọc với anh thôi. Mai mốt em kiếm được rồi em đưa anh sau nữa. Cả gia tài luôn hả? Dạ. Không mấy về nhắn mẹ đưa của hồi môn trước không đi. Nhưng mà tiền lẻ không vậy? Dạ đúng rồi. Cái này là em đã có tiền sẵn mà. Đó anh sốc chịu khó. Sao? Khi nào mà em nổi tiếng lên rồi thì lúc đó mình sẽ tính sau. Dạ. Bây giờ mình cần bông đó. Em nằm đi, em nằm lên đấy, nằm lên đây. Đó. Đây em hãy tưởng tượng đi. Nằm xuống em nằm ngửa luôn hả? Đúng rồi. Đó em tưởng tượng nè, anh sẽ chụp cho em một shot hình ha. Em tưởng tượng em sẽ nằm giữa một cái bãi biển, gió thổi, sóng rì rào đó. Trời ơi, tôi làm gió thổi không đi, điều chỉnh chỗ người ta đang làm cái concept, hiểu không? Em phải cảm giác như mình đang là một quý cô sang chảnh. Rồi đừng động quá. Đúng rồi đó. Nhột quá. Cái gì vậy? Cá sấu nó cạp món chân nha. Trời, cái này hơi lố đó. Và mình không chụp hình cá sấu đâu nha. Rồi chuẩn bị. Đó, thấy chưa? Anh đã chụp cho em một tấm hình như vậy. Rồi xong rồi. Rồi tung em lên mạng cho, anh sẽ đăng lên face của em. Dạ. Anh sẽ ghi một status rất là đơn giản. Ghi gì anh? Vượt ngàn dặm xa xôi, Hawaii ơi, tôi đến đây. Tới Hawaii luôn hả? Hawaii. Lỡ người ta nhìn, người ta biết đó không phải Hawaii rồi fan em mới biết thì sao? Rồi nó có chửi em không? Có chứ, nó sẽ chửi lắm á. Vậy là mình nổi tiếng. Là cái scandal của em, cái scandal của mình nổi tiếng. Hay quá. Rất là hay luôn. Đúng. Nãy giờ tụi ông nói cái gì ghê gớm lắm. Trời ơi, tạo ra một cái scandal mà không có gì để nói. Qua đây. Đâu được mà, em thấy hay á. Em thấy hay hả? Dạ. Chờ anh. Anh sẽ có cái hay hơn dành cho em. Cái gì nữa? Cái gì? Anh ơi, em sắp nổi tiếng rồi, hồi hộp quá. Đây. Ủa làm gì vậy? Đây chính là một tấm lụa em choàng vào cổ mình mỗi khi mà trời mà có như là trời lạnh đó đi xe ôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ đến nước ngoài này choàng vào xong không thấy em cầm hai tay này, cầm hai tay, cầm hai tay xíu rồi chạy vào. Cái gì Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà tự bởi vì quá đau buồn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà có sao em, có sao không? Trời, ông làm gì gà tôi nha, gà của tôi nha. Không, đó chính là một cái scandal, đó là một cái tích. Tôi mà giật lên một cái là coi như bao nhiêu người súng vô người ta coi. Cái tích gì mà xém chết người rồi kìa. Bây giờ mình tự tử là người ta lăn thêm mình dữ lắm hả? Người ta nhắc mình dữ lắm hả? Em cầm vô. Đây vô. À đây vô. Thôi. Không được. Cái này là không được, cái chưa? Chắc thiệt sao? Mình phải làm cái điều đó. Rồi, nhanh lên đây. Không được, không làm. Dạ, kính chào mọi người ơi. Không có làm được. Nè, ông làm được, ông làm kiểu kỳ hả? Cái gì? Làm cái đồ tao bị kỳ vậy? Cái đồ đó là mình phải làm như vậy thì nó mới là thành công, nghe chưa? Mọi người không có thành công với trơn trọi đó, cái này là bị sai rồi, hiểu không? Sao sai? Chứ nữa thì xén đi chết người rồi kìa. Mọi người ơi. Đây. Em không được làm. Đây cái là scandal. Hồ Ngọc Hà, một ca sĩ sắp nổi tiếng trong làng showbiz Việt. Đừng theo cái đó. Đây, mọi người ơi, mọi người già đó nha. Mua đồ cho ba xu nha mọi người ơi. Ba xu thành công rồi mọi người ơi. Trời ơi, thấy chưa? Lượt view lên cao chưa? Hồ Ngọc Hà đấy, sắp chết rồi, sắp tự tử rồi. Hả? Bạn có vụ gì mà mua đồ cho ba xu là sao? À thì đúng rồi, tôi bán đồ mà. Trời ơi! Ủa nhưng mà đây là scandal cho em mà. Vậy là từ nãy giờ ông lợi dụng cái scandal với là cái gương mặt chịu view của tôi mà ông bán hàng online của ông á hả? Mọi người ơi! Ủng hộ cho ba xu cho mọi người ơi! Mọi người ơi! Nhớ mua hàng cho ba xu nha! Hồ Ngọc Hà và tất cả mọi người đều có mặt ở đây cả. Ba xu sẽ bán tất cả các loại hàng nha mọi người ơi! Ủa gì kỳ vậy trời? Ủa? Một người thì nói là sẽ lăng xê mình bằng scandal, rồi một người thì nói lăng xê mà tự nhiên lợi dụng hình ảnh buôn bán gì vậy? Bộ lợi dụng scandal nổi tiếng là vậy hả? Thôi, thấy ghê quá à. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng hết rồi. Minh Đức xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của Minh Đức cùng với nữ diễn viên Trà Ngọc. Và xin cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã đến đây. Mang theo những câu chuyện phải nó rất là ấm áp ấy, về gia đình này, về sự nghiệp, và khán giả chắc sẽ vẫn còn tiếp tục yêu mến Trà Ngọc cho dù là vai khiến cho người ta cười hay là khóc. Thì xin chúc Ngọc thành công hơn nữa với cái lựa chọn của mình. Một cô gái rất quyết liệt với những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả của chương trình Đời Nghệ Sỹ ở một dịp khác. Được trò chuyện với anh Minh Đức ngày hôm nay là em cảm thấy rất vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và bởi vì Trà Ngọc càng ngày càng nổi tiếng, hy vọng sẽ có dịp Trà Ngọc quay trở lại đây để chia sẻ câu chuyện đằng sau những vai diễn của mình. Những vai diễn đã gây ấn tượng trong lòng quý vị khán giả khắp nơi. Đến đây thì câu chuyện của Minh Đức và người diễn Trà Ngọc cũng xin được khép lại. Minh Đức và Trà Ngọc xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.